Xin chào tất cả các em. Ở video giảng hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào các bài tập ở trong sách bài tập toán lớp 5, bài 10 hỗn số phần tiếp theo, trang 12 và trang 13 nhé. Bài số 1, chuyển các hỗn số thành phân số theo mẫu này. Như vậy muốn chuyển một hỗn số thành phân số thì các em lấy phần nguyên này, các em nhân với mẫu này, rồi các em cộng với tử này thì chúng ta sẽ được tử. Mẫu thì các em giữ nguyên mẫu thôi. Đến cái hỗn số thứ hai. Kem lấy phần nguyên là 3 này. Kem nhân mẫu là 5 này. Kem cộng với tử là 1 này. Chia cho mẫu bằng 5 này. 3 x 5 15 cộng với 1 bằng 16. Giữ nguyên mẫu là 5. Như vậy chuyển về phân số chúng ta được 16/5. Hỗn số thứ 3 kem làm tương tự. Kem lấy phần nguyên này nhân với mẫu này. 8 nhân với 7 này cộng với tử này. Giữ nguyên mẫu này. 8 x 7 bằng 56 đây. 56 cộng với 4 thì bằng 60. Giữ nguyên mẫu là 7. Tiếp theo đến phân số này thì các em sẽ vẫn lấy phần số nguyên nhân với cái mẫu, tức là 12 nhân với 12. Đây phần nguyên nhân mẫu này. 12 nhân với 12 này, kem cộng với tử tức là cộng với 5 này. Giữ nguyên mẫu này. 12 nhân 12 bằng 144. 144 cộng với 5 bằng 149. Giữ nguyên mẫu 12. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Sang bài tập số 2, chuyển các hỗn số thành phân số rồi chúng ta thực hiện phép tính theo mẫu. Như vậy chúng ta có phân số thứ nhất này, phân số thứ hai này. À đây là hỗn số thứ nhất này, hỗn số thứ hai. Kem chuyển về phân số nhé. 2 nhân với 4, cái này chúng ta nhậm. 2 nhân 4 bằng 8 cộng 1 bằng 9 này. Giữ nguyên mẫu là 4 này, được phân số thứ nhất. Chuyển cái này thành phân số thì các em lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử đúng không ạ? 1 nhân 7 bằng 7 cộng 1 bằng 8 này. Phần 7 này. Mẫu số chung của chúng ta bằng 28. Toàn bộ phân số thứ nhất các em nhân với 7. 9 nhân 7 bằng 63 này, 4 nhân 7 28 này. Các em đi quy đồng đấy. Toàn bộ phân số thứ hai các em nhân với 4 này. 8 x 4 32 này, 7 4 28 này. Cộng hai phân số cùng mẫu các em lấy tử cộng với tử. 63 cộng với 32 bằng 95, giữ nguyên mẫu 28. Bây giờ trên cơ sở như vậy chúng ta sẽ cùng đi vào IA. IA các em sẽ chuyển cái này về phân số. Lấy phần nguyên nhân với mẫu cộng tử, 3 x 2 bằng 6 cộng 1 bằng 7 này. Giữ nguyên mẫu 7/2 cộng với 5 x 2 bằng 10 cộng 1 11 11/5. 7/2 cộng 11/5. Như vậy hai phân số này khác mẫu, các em đi quy đồng mẫu, mẫu số chung chúng ta bằng 10. Toàn bộ phân số thứ nhất các em nhân 5. 7 x 5 bằng 35. 5 x 2 bằng 10. Toàn bộ phân số thứ hai các em nhân với 2. 11 x 2 bằng 22. 5 x 2 bằng 10. 35 cộng với 22, kết quả chúng ta sẽ bằng 57/10. Sang ý B, kem cũng chuyển cái này về hỗn số về phân số bằng cách lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử. 8 x 3 24 cộng 1 bằng 25. Giữ nguyên mẫu là 3. Trừ đi 5 x 2 bằng 10 cộng 1 bằng 11. Giữ nguyên mẫu là 2. Hai phân số này khác mẫu, các em quy đồng mẫu. Mẫu số chung bằng 6, toàn bộ phân số thứ nhất các em nhân 2. 25 x 2 bằng 50. 3 x 2 bằng 6. Toàn bộ phân số thứ hai các em nhân 3. 11 x 3 bằng 33. 2 x 3 bằng 6. Trừ hai phân số cùng mẫu thì các em lấy tử trừ đi tử. 50 trừ đi 33 bằng 17. Giữ nguyên mẫu là 6. Kết quả chúng ta sẽ bằng 17/6. Tiếp theo. Đây cũng đang là hỗn số, kem chuyển về phân số. 6 x 7 42 cộng với 1 nữa. 43. 43/7 nhân với
43 nhân với 1 bằng 43. 43 cộng với 6 bằng 49. Giữ nguyên mẫu là 43. Như vậy con 43 này các em rút gọn với 43, hai con này rút gọn hết này. 49 chia 7 bằng 7 này. Kết quả chúng ta bằng 7 nhá. Đây. 5 x 9 bằng 45. 5 x 9 45 cộng với 1 nữa bằng 46. Như vậy chúng ta có 46/5. Chia cho 4 x 5 20. 20 cộng với 3 bằng 23/5. Nhân thì đang ở phép chia thì các em chuyển thành phép nhân nghịch đạo. 46/5 các em nhân với 5/23. 5 rút gọn với 5. 46 chia cho 23. Kết quả bằng 2. 5 gạch với 5 hết này. 46 chia 23 bằng 2 này. Sang bài tập số 3. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính. Như vậy ta sẽ chuyển. Đây là hai hỗn số. Các em chuyển về hai phân số rồi em thực hiện phép nhân. 2 x 5 bằng 10. Cộng với 1 nữa bằng 11. 11/5 nhân với 3 x 9 27. 27 cộng với 4 bằng 31 này. Đúng không ạ? 27 cộng 4 bằng 31. Phần 9. Như vậy các em thực hiện phép nhân đi. Các em lấy 31 nhân với 11 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 341. Dưới mẫu của chúng ta là 5 x 9 45. Như vậy kết quả chúng ta bằng 341/45. Tiếp theo ý B. Cũng hai cái hỗn số, các em chuyển về phân số. Hỗn số thứ nhất chuyển về phân số lấy 7 x 3 bằng 21. 21 cộng với 2 bằng 23. Như vậy 23/3. Các em đi chia cho, cái này chuyển về phân số, 2 x 4 bằng 8 cộng 1 bằng 9, 9/4. Đang phép chia, các em chuyển về nhân nghịch đạo, 23/3, các em nhân với 4/9. Được chưa? 4 x 3 12, viết 2 nhớ 1, 4 x 2 bằng 8 nhớ 1 bằng 9, 92, 9 x 3 27. Kết quả chúng ta bằng 92/27. Cuối cùng, kem sẽ chuyển hết về phân số trước. Đây là hỗn số, kem chuyển về phân số bằng cách lấy 4 x 3 12. 12 cộng 2 bằng 14. 14/3 cộng với 2 x 4 bằng 8. 8 cộng 3 11. 11/4. 7 nhân với 11 bằng 77. 77 cộng với 3 bằng 80. 80/11. Đến đây rồi thì các em sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước, có phép cộng và phép nhân thì nhớ đi thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau. Cái con 11 này sẽ rút gọn với con 11 này. Đúng không ạ? Đấy, 80 chia cho 4, 80 chia cho 4 thì bằng 20. Như vậy kết quả chúng ta ở đây chúng ta sẽ được 20. Rút gọn này, 11 rút gọn 11 này, 80 chia 4 thì bằng 20. Mà 20 tức là bằng 20/1. Đúng không ạ? Như vậy 14/3 các em giữ nguyên này. Cộng với 20 tức là 20/1. Vậy các em sẽ quy đồng mẫu, mẫu số chung chúng ta bằng 3. 14/3. Đây các em đưa về mẫu là bằng 3, các em nhân cả tử vào mẫu với 3. 20 nhân với 3 bằng 60. 1 x 3 bằng 3. Kết quả cuối cùng 14 cộng với 60 bằng 74/3. Kết quả chúng ta sẽ bằng 74/3. Như vậy là trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập ở trong cái bài 10 hỗn số tiếp theo trang 12-13 của vở bài tập toán lớp 5.
Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để chúng ta sớm cập nhật được những cái video mới nhất khi mà cô up bài nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo.